Hello, xin chào buổi sáng tất cả mọi người. Xin chào buổi sáng mọi người. Hôm nay là ngày thứ bảy ngày 12 tháng 9 năm 2020. Hôm nay chúng ta cũng có một buổi sáng cuối tuần, một ngày đẹp trời, buổi sáng cuối tuần vui vẻ hạnh phúc, và chúc mọi người cũng có một ngày cuối tuần ấm áp bên gia đình và người thân. Và chủ đề chính của ngày hôm nay, của buổi thảo luận tiền điện tử ngày hôm nay, đó là ai đang nắm giữ Bitcoin nhiều nhất. Wickerboss, anh em nhà Wickerboss, Malgoss hoặc là Blood Token, tức là cái dự án lừa đảo Blood Token. Thì trong cái trong lần này có công ty là Blockchain Center đã đưa cho chúng ta một cái mô hình thực, một hình ô vuông này là 1.000 BTC. Thì trong cái hình ô vuông này, chúng ta đã thấy là ai mà có nhiều ô vuông nhất đó, thì là sẽ nắm giữ nhiều nhất. Thì hiện tại là 2.608.000 Bitcoin đang nằm trên sàn giao dịch, và trong đó có 1.500.000, ngoài ra có 1.500.000 Bitcoin gọi là zombie coin, tức là những đồng coin mà nằm yên một chỗ và nó không có nhúc nhích đó. Thì cái lượng coin này là nhiều người cũng suy đoán là cũng làm hết 1.000.000 coin là từ ví của Satoshi Nakamoto, người đã tạo ra ví Bitcoin. Và trong trong đó chúng ta cũng có thấy là có 406.000 Bitcoin ở trong quỹ của Rayscale, 328.500 Bitcoin được đào mỗi mỗi năm, 200.000 Bitcoin liên quan tới cái Blood Token, cái vụ lừa đảo Blood Token, 166.000 Bitcoin là trong ví của Malgosh, 150.000 Bitcoin được sở hữu bởi anh em sinh đôi Wickerboss, và trong ví của hacker Bitfinex là 120.000 Bitcoin, 80.000 Bitcoin trên Ethereum, 30.000 được mua bởi Tim Draper. Tim Draper là ai? Tim Draper là người đã mua 30.000 Bitcoin từ FBI, trong vụ FBI đã CSI, đã tịch thu của Siro, chủ của sàn Siro là Rich Ulrich, và 10.000 Bitcoin được trả cho cái Visa đầu tiên vào năm 2010. Trong đó, và ngoài ra có 1.066 Bitcoin trên mạng lưới Lightning Network, còn lại là đang trong cái circulation, supply circulation của Bitcoin, và có 2 triệu, gần hơn 2 triệu 500 nghìn Bitcoin chưa có được khai thác hiện nay. Đó thì cái cơ hội của Bitcoin cũng rất là nhiều các bạn. Tuy nhiên, việc khai thác Bitcoin càng càng khó khăn hơn. Đó, thì bên này là đã chúng cho chúng ta biết là việc nắm giữ số lượng nhiều Bitcoin nó chưa hẳn là nói là chúng ta là tốt hay là không tốt, nhưng mà nắm giữ nhiều nhưng mà phải phát triển cái dự án nó phải tốt không nữa. Làm sao cho cái đồng Bitcoin nó được phổ biến cho cộng đồng, nhiều người càng nắm giữ thì cũng chẳng làm gì cả, mà nắm giữ phải giao dịch như là mua bán này nọ bằng tiền điện tử thì lúc đó mới mang lại cái lợi ích thực sự cho cộng đồng, chứ nắm giữ càng nhiều mà không có làm cho nó giao dịch được thì nó cũng vậy, thưa các bạn. Và để mà tìm hiểu kỹ hơn thì có một cái trang là Bitinfo Card, nó giúp chúng ta biết được là Bitcoin wishlist là 100 địa chỉ Bitcoin
Có thể là chúng ta có thể tìm hiểu để thấy biết được địa chỉ nào chứa nhiều Bitcoin nhất. Thì hiện tại là sàn Huobi, cái địa chỉ ví của sàn Huobi là đang chứa khoảng 227.000 Bitcoin, tương đương với 2 tỷ 365 triệu đô. Và sau đó chúng ta thấy là trên mạng lưới Bitcoin thì ai mà biết địa chỉ ví thì có thể tìm được người này có bao nhiêu Bitcoin, vân vân và vân vân. Cho nên hiện nay chính phủ Mỹ IRS đang rất là đau đầu và đã tung ra khoản tiền thưởng 625.000 đô cho ai có thể bẻ được, có thể trade được, tìm kiếm được thông tin trên mạng lưới Monero và là một trong những đồng tiền ẩn danh. Để mục đích của IRS là ai mà có thể đang tìm kiếm nhân tài hoặc là cái tổ chức nào đó có thể nộp đơn vào ngày trước ngày 16 tháng 9, nếu mà được chấp nhận thì họ sẽ được khoản tiền thưởng là 500.000 đô với một cái dự án khả thi, khi mà có thể kiểm tra mà tìm thấy được những thông tin trên mạng lưới đồng tiền ẩn danh Monero. Việc này nhằm giúp cho IRS có thể tìm kiếm được những cái giao dịch ẩn danh một cách đáng ngờ, nhằm chống khủng bố và chống những cái hoạt động phi pháp. Đây cũng là một cái cách hay để giúp cho cơ quan chính phủ Mỹ truy thu thuế và có thể tìm kiếm những cái hoạt động phi pháp và để ngăn chặn, nhằm ngăn 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 chặn cái điều đó tốt hơn. Và ngoài ra có một số thông tin khác nữa, như là điều gì sẽ xảy ra nếu như cái team lập trình Bitcoin trên GitHub có trục trặc, như là bị nào là bị bắt cóc hoặc là mất tích một đột ngột á, thì chuyện đó rất là chỉ là chuyện nhỏ, thì có thể tạo ra một cái GitHub khác, một cái tài khoản GitHub khác, thì cái Bitcoin, mạng lưới Bitcoin vẫn còn hoạt động bình thường. Nó thì đây là chỉ là cái mối lo ngại nhỏ của cộng đồng thôi. Và trở lại với cái phần hôm nay là về giá của tiền điện tử. Đây là giá của đồng tiền Ethereum ngày hôm nay. Đồng tiền Ethereum ngày hôm nay là giá của nó đang là 371, và theo như tôi mở trên hệ thống tìm kiếm trên Fibonacci Retracement đó, thì là cái giá trần của nó là 393, và điểm cắt lỗ của nó là 360, còn thấp nhất, điểm cắt lỗ thấp nhất là 340. Đồng Ethereum hiện nay là cũng đang rất là tiềm năng, bởi vì các dự án DeFi cũng đang phát triển cùng chung với nó. Trở lại với đồng Bitcoin, cái giá của đồng Bitcoin. Giá đồng Bitcoin theo như phân tích giá bằng Fibonacci Retracement thì giá của Bitcoin hiện nay là 10.355 đô. 10.355 đô thì cái điểm retracement của nó là 10.800 đô. Resistance 10.800 đô là điểm giá trần. 10.800 đô, và giá cắt lỗ của nó là 9.800. Vâng, thưa các bạn, thì cũng hy vọng là Bitcoin nó cũng sẽ sớm hồi phục. Vừa rồi chúng ta đã thấy là trong đầu tháng vừa rồi, cách đây tầm một tuần, thì giá nó giảm một mạch từ 11.900 gần 12.000. Sau hai nhịp chúng ta thấy có hai cây nến đỏ là 10.000, thấy hai cây nến đỏ từ 11.900 và bây giờ giảm xuống thấp nhất là 10.100, và chúng ta có thể thấy là chúng ta chưa thấy được là giá nó có thể đâm sâu xuống dưới 10.000 hay không, thì hãy chờ xem. Tuy nhiên chúng ta cũng có thể hy vọng và hãy xem sao. Cái đó là
cũng là một cơ hội cho những nhà đầu tư mới vào, họ có thể mua một ít thôi thì không phải một, khoảng 1.000 đô, và họ có thể rất là hay thưa các bạn. Thì trong cái thời điểm uptrend thì chúng ta một ngày giá lên tăng lên thì chúng ta có thể kiếm được khoảng 300-400 đô là bình thường đó. Ok, bây giờ chúng ta sang phần thảo luận về công nghệ.